hên thôi, con trai gái gì cũng được. Đúng rồi, không thật sự là mình trai gái không quan trọng, ai đứa nào rất là tốt, quan trọng lúc mà mình bệnh xuống đâu đã. Thôi chứ ai lo cho mình. Rồi còn trai gái gì cũng là con, nhiều người thấy không, còn má muốn kiếm đứa con kiếm đéo được, chuyện bình thường. Kích hoạt thì mình cái sim. Chờ em chút anh. Thấy nhỏ luôn, thấy mua nành thấy là cái chỗ hồi nãy mình đó. Nữa hả? Thấy luôn cái vỏ mới luôn. Chỉ đúng rồi, mày đi bệnh viện mà mày đau cái tay mổ cái con chim mày luôn. Bác sĩ với thằng thơ đó, đội kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, ta ung thư trái thận trái, ông đẻ ông cắt trái thận phải, hại hết mẹ hai trái thận luôn. Mà ông là bác sĩ giỏi của bệnh viện 121 thằng thơ đó. Tai nạn nghề nghiệp do xem cái ít quang nó xem ẩu á, ẩu á. Sự nghiệp của ai? Sự nghiệp bảo mà hả? Ừ. Chứ bằng vĩnh viễn luôn, xử tù được đó biết nhiêu luôn. Chứ ông đó thằng đó như chết, không có thằng hai chết. Chứ thằng người ta hư thì không cắt, cắt cái thằng nguyên. Dạ, ba nói bình thường, còn máu sĩ giờ vậy. Mổ xong để quên đồ chấm luôn. Không đó là bị treo bằng vĩnh viễn luôn.